30 câu đúng sai. Khoanh đất một câu được không? Khoanh đất một đáp án anh không chắc là được. Thì đã tập về bản tập kết chữ A với B. Anh dẫn đi nhiều chưa? Anh hôm nay anh đi dẫn mọi người đi thi lái máy các ngành khác. Nhưng mà có người nào thì khoanh đất một câu vậy. Đã sẵn rồi nhá. Nhưng mà toàn chữ Hán thì biết gì đâu. Đây là cố gắng thôi. Cố nhưng mà không đủ. Cố không đủ gì. Cố Hán vẫn phải nói. Cái tên khả năng con lên Sikai. À kêu siêu rộ trường lái. Cứ cho nó cho lái một lần mà. Nào đéo được lần nào mà qua thì mẹ nó ám kia mà đi thằng đéo. Ôi nhà quý rồi. Hạ gâu xuống. Rốt à? Không dừng lấy rốt à? Đây mà cái vạch này, đây là vạch sụp bát sụp đều phải dừng hết mà. Mỗi lúc vào thôi. Không cả đi cả về. Đi cả về phải lúc ấy ông ấy bảo ikikai đi đi đều phải dừng. Thì lúc vào kiểm tra một lần. Nó không dừng ở đây này, cái vạch vạch đây này phải dừng lại hết, phải rốt hết.
làm dấu nhân rồi chứ. Dấu nhân là nguy hiểm lắm. Bên trái này. Bên đây đúng không? Bên kia là cháu vào, bên đây là cháu vào cái múc luôn. Bên kia là cháu quen đây đúng không? Cháu đây là quen đây. Bên trái là đúng không? Đúng rồi. Đấy là cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái này. Cái máy này đúng rồi. Máy nhỏ hơn em, máy nhỏ hơn. Cái này là quay rồi. Nhau mà. Máy nào cũng nhau không? Cái uống cái này là quay, con này máy thì cho cái này là quay, quay này đúng không? Cái đấy là máy, còn đây là máy nhận được quay. Rồi máy là đây là quay, cái này là quay. Còn cái này, cái này là nào? Bút to. Này này. Cái này. Cầu đó. Không lên được biết chứ mà. Không sao đâu, mình đứng đầu mình thử mình bén mà. Anh không biết đâu. Chứ em đi thi bằng này, bằng này nó xuống đến đầu em không nhiều máy. Anh không biết đâu. Anh không thể thấy. Thôi đi rồi. Nào. Nào đi ra nào. Anh xin mơ. Thank you. Thank you for the meal. Mà mình lên ra con quá. Ở đến đây nó dừng rốt rốt chưa? Chưa, thay nước rồi. Nước bạch này này. Được rồi. Đợt. Ồ, lấy ổn lắm. Thằng nào? Thắng hả? Thắng rồi. Kiểu xây rượu. Cầu sao nó không để dựng hết vào? Ai
nhé, gầu bài thi lúc ấy ông thầy ông để dựng hết, đứng lên đấy, quạt gọn nó vào đấy. Đúng rồi, phần đầu không chốt chứ gì cả.